Đây là khu vực dưới cầu Hưng Lợi nha mấy bạn. Nếu mà chúng ta chạy hướng này là đường này là đường Tầm Du. Thì ghi hình lại cho các bạn xem cái không khí bán các loại kiểng Tết và dưa hấu Tết như thế nào. Đường này là đường Tầm Du ha. Đó, cầu Hưng Lợi đây. Rồi phía dưới này có bán các loại dưa. Mình mới mua xong 11.000 kg. Cái này có biết vườn từ đâu ra không anh? Vườn đâu vậy em? Nhà em. Vườn đâu vậy chị? Hậu Giang. Trời ơi xa dữ vậy. Cái là phong cảnh mua dưa Tết về ban đêm nha mấy anh. Thấy vậy chứ vui lắm. Chủ vườn luôn á, từ Hậu Giang lên là quá xa luôn. Đó thấy chưa, bởi vậy mới mua ủng hộ đó. Khá vui ha, dưới cầu Hưng Lợi. Thay đổi không khí, mấy bữa trước thì ghi hình vào buổi trưa, hôm nay thì buổi tối. Ảnh là từ Hậu Giang lên nha mấy anh. Anh mình lên đây được mấy ngày rồi anh? Mới lên chiều giờ. Chiều giờ? Dạ, mới lên khoảng chừng 2-3 tiếng à. Ủa, lên cũng mình là Tết nào cũng lên đây hay là mới lên lần đầu? Không, như nhà có khi có lên, có năm không lên. À, vậy là nhầm ha, nhầm năm có lên, nhầm năm không lên. Tưởng anh năm nào cũng lên chứ. Anh tên gì? Em tên Ngọc. Ngọc ha, anh Ngọc. Ngọc Hậu Giang mấy anh ơi. Anh từ tỉnh Hậu Giang đem dưa lên đây anh bán nè. Là mới hôm nay luôn. Mới lên là chịu giờ luôn, bán thấy đắt quá ha. Ừ, chúc anh bán đắt nha. Tết lớn nha anh. Vui mấy anh ơi. Đó, đầy đủ hết. Hoa Tết ha. Về đêm. Rồi, nhãn thọ cúc. Rồi ghe mới tới nữa kìa. À mình ở nhà vườn đâu chở tới đây đây. Đó ghe qua luôn đó mấy chị mấy anh. Khu vực là dưới dốc cầu Hưng Lợi nha mấy anh. Dưới quay về cái phong cảnh ban đêm cho mấy anh chị biết được cái hoạt động sinh hoạt về đêm như thế nào. Nói tối thì không phải tối quá, cái này mới mới sụp tối thôi. Chuẩn bị ăn cơm cái gì mấy anh? Ở đó thấy chưa, ăn cơm rồi, ăn cơm hộp rồi, cực khổ lắm mấy anh ơi. Mình ở vườn ở đâu ra vậy anh? Mình ở vườn ở đâu ra đã? Quê ở đâu ra chị? Ở bên chỗ à vậy là bên Vĩnh Long. À cầu Cần Thơ. Rồi anh chị này tình cờ đến ghi hình là anh đang ăn cơm. Cực khổ lắm mấy anh ơi, toàn là cơm hộp không à. Có điều ở đây buổi trưa mát hơn mấy chỗ khác nha mấy anh. Nói chung là được này mất kia. Ban đêm là vậy là ban ngày chắc mát ha chị. Vậy là ban ngày mát hơn. Không biết có lạnh gì không, giữ đây không. Kế mới xong. Kế mới xong. Rồi khu vực này là dưới cầu Hưng Lợi của đường Tầm Du.
ghi hình ảnh lại cho các anh các chị biết được cái thông tin cập nhật những cái loại hoa kiển Tết như thế nào. Đó, những giỏ hoa, chậu hoa về đêm. Có điều ở đây là dắt chưa chắc là mát hơn những chỗ khác. Có cầu che gì mát hơn ha. Chỗ này là chỗ Bông Giang. Rồi, bán được 2 cặp. Rồi, chúc may mắn cho chị bán mau hết về ăn Tết sớm nha. Là chị là chủ chung chủ luôn hả? Bông Giang hả? Chị là ở đâu ra? Gạch Cam. Gạch Cam là cái đường Bình Thủy đi vô ha. Trong Long Tiền, Gạch Cam. Dạ, ra đây lâu chưa chị? Hôm qua. Rồi chị là có ai thay ca là một mình bán? Trời ơi, hay vậy? À, như vậy là mỗi người bán mỗi nơi khác nhau. Rồi cơm nước rồi ai vận chuyển đến hay là kêu cơm hộp? À, như vậy là cơm hộp mấy anh ơi, nói chung là cũng hơi vất vả. Rồi ban đêm ngủ cái bố luôn. Trời ơi, nó dữ quá. Rồi chúc chị bán đắt á, đằng hết sớm về ăn Tết sớm. Rồi tạm biệt chị, chúc sức khỏe chị luôn. Rồi là chị tên gì? Rồi nguyên cái khu vực ở dưới cầu Hưng Lợi nha. Rồi ghi hình lại đây. Rồi bán được nguyên xe luôn, cũng rất là đáng mừng. Đi nguyên xe luôn. Rồi chúc mừng, nguyên xe rời bến. Đây, đối diện với Wincom Plaza là bên đây đường á, một loạt cái chỗ bán hoa luôn đó nha các bạn. Cũng ghi hình lại cho các bạn coi cái không khí đường hoa chỗ đối diện bên Wincom như thế nào, xin mời. Đó, Wincom Plaza đó, cái đường dẫn vào đường Trần Văn Hoài nè, 30 tháng 4 dẫn vô nè. Quá trời các loại hoa. Đặc biệt hôm nay là làm về ban đêm cho các bạn chị xem. Nhóc bây giờ quá trời luôn. Bán được nhiều chưa chị? Dạ cũng lai gai. Lai gai ha, mình ra được mấy ngày rồi? Dạ em ra sáng 24. Sáng 24 tới hôm nay luôn. Dạ. Là có khách mua Tết ha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn. Vậy là mình ở Bình Thủy xuống hả con? Dạ không, em ở cái bệnh viện Phương Châu, em thuộc khu vực 4 phường Bình. Phương Châu. Dạ. Rồi ok chị. Rồi em ngồi ra đó. Ban ngày nắng nóng, ban đêm ngủ dữ. Dạ đúng rồi. Vất vả ha, nói chung là ngay hướng nắng luôn nè. Dạ bị bên đó ấy qua. Rồi mong ban đêm, nhưng ban đêm bán nhiều hơn hay sao? Dạ đúng rồi, dạ, cách trà mát, nói chung là mát không ăn được, nắng quá trời. Nắng quá đâu rồi, đi ở trong nhà giữ nhà cho. Rồi chúc chị mua mai bán đất về hết lẹ về ha. Rồi Tết lớn luôn. Rồi có khách luôn mấy anh ơi, dữ lắm rồi, nguyên đoạn đường này hoa không à. Vô mua mấy anh ơi, chị ơi. Rất mong cho mấy anh chị bán nhiều. Có khách ha, ban đêm dễ đi mua sắm, nơi ban ngày nắng nóng, rất là nóng. Rồi tiếp tục ghi hình những nơi bán hoa chỗ đường Trần Văn Hoài đối diện Vincom cho các bạn xem. Ban đêm là dễ mua sắm, thời tiết nó mát, còn ban ngày nắng nóng. Rồi quá trời đẹp rồi, mua luôn ủng hộ. Rồi đa dạng về chủng loại, rất nhiều loại dạng thọ.
rất là phong phú và nhiều mấy anh ơi. Rồi bán được gì chứ mấy anh mấy chị ơi, ban đêm dễ ha, không khí nó mát mẻ hơn ban ngày, ngày nắng quá. Quay nữa hả? Quay nữa. Giờ đăng được like chưa? Có à. Cái đó phát luôn hay là quay về chỉnh lại? Không, không quay về chỉnh lại. Cái đường truyền mạng đâu có đâu mà phát. Vậy hả? Bán nhiều quá phải không? Rồi lên xe mua thêm anh ơi, trời xe còn trống mà. Ủng hộ vài cặp nó đi. Vài cặp nó đi. Cho chỉ mau về ăn Tết sớm. Đó, ban đêm rất là dễ mua sắm nha anh chị, trời tiết nó mát. Ngày nóng dữ lắm như là cái lò thiêu vậy đó. Rồi, có khách mua ở đây. Rồi, thêm vài cặp đi anh ơi. Ủng hộ luôn, muốn cặp luôn. Quá nhiều đầy đủ rồi mấy anh chị ơi. Hướng dương, dạng thọ, cúc, rồi bông giấy, đầy đủ hết. Ban đêm là quá tấp đập rồi. Trái lại với ban ngày mà đi rất là điều hiu ha, ban đêm là quá. Mua sắm ban đêm mới lạ mấy anh chị. Ban ngày nắng nóng, ban đêm tranh thủ. Rồi cái này ba bán luôn ha. Bán luôn. Quá đông vui rồi mấy anh ơi. Ờ nhà vườn này mình đâu ra đây? Ở đâu đặng? Dạ em ở gần bệnh viện Phương Châu. Nguyễn Duy Châu là hướng về Nguyễn Cừ đó hả? Dạ Nguyễn Duy Linh, đường Nguyễn Duy Linh. Nguyễn Linh. Dạ. Là kế khu vực của bà Bộ. Dạ. Làng qua bà Bộ là nổi tiếng ở Cần Thơ nha mấy anh mấy chị. Làng qua bà Bộ. Rồi chúc mấy anh bán nhiều nha. Ăn Tết lớn nha mấy anh. Đó, ban đêm khi mà hết cái ánh nắng thì khách đến mua liền. Tại vì cái ban đêm đó, trời tiết nó mát. Ồ, có người chuẩn bị chở luôn. Rồi, bán ha. Rồi, nguyên cái đoạn đường Trần Văn Hoài mấy nơi, hoa vào hoa không rồi. Quá, năm nay bán quá nhiều mấy anh. Dạ cô, nhà vườn nào ra vậy cô? Ở qua làng bà... Làng qua bộ, Phó Thọ. Mà tôi ở thành Phó Thọ. Phó Thọ. Vì là nguyên khúc này toàn là bên cạnh Bình Thủy mình xuống không? Bình Thủy. Ồ, Bình Thủy là chuyên về các loại hoa Tết nha mấy anh. Ban ngày giấc trưa thì không có ai đi hết, giá là nóng, ban đêm thì mát mẻ, dễ mua sắm. Có khách mua về chở về luôn. Đó, ban đêm khách đi rất là đông vui mấy anh ơi, ban ngày thì không có, nắng nóng. Rồi, tiếp theo, chở luôn. Quá là đông vui rồi. Ban đêm vẫn đỡ hơn ha, thấy ban ngày thấy điều yêu quá. Nắng nóng ha. Đó, trời mát mẻ dễ mua sắm nha mấy anh.
đó, người mua bán lại tấp nập luôn. Rồi khu vực này đang xuống luôn, xe đang xuống bông luôn. Quá trời mấy anh ơi, ngập tràn. Rồi đường Trần Văn Hoài mấy anh ơi, cũng còn khá nhiều luôn nha mấy anh, khá là nhiều. Rồi tạm biệt, về hẹn gặp lại luôn. Bán nhiều chứ anh? Dạ cũng lai gai anh ạ. Ờ, mình ở khu vực cũng bà bộ luôn á gì? Dạ dạ đúng rồi, em ở phía sau phụ giảng Hưng Châu á. Ờ. Gần trên này. Hôm nay là ra được mấy ngày anh? Dạ 2 ngày. Hôm qua trên này. Hôm qua này, rồi cái lượng khách là thấy mua nhiều chưa? Qua bữa nay thì nhiều hôm qua. Nhiều hôm qua ha. Rồi chúc trời bán dạ. Nhiều nha. Dạ dạ cảm ơn. Ăn Tết lớn nha. Rồi, dạ, dạ. Rồi ok anh. Rồi bây giờ phỏng vấn em luôn nha.